Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả này các thiên tử vì lìa pháp không nội nên lìa trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên lìa trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng này các thiên tử, vì lìa pháp không nội, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa này các thiên tử vì lìa pháp không nội nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán này các thiên tử vì lìa pháp không nội nên lìa quả vị độc giác vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên lìa quả vị độc giác này các thiên tử vì lìa pháp không nội nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát này các thiên tử vì lìa pháp không nội nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư phật này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa trí nhất thiết trí, vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa, các thiên tử vì lìa trơn như, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, vì lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa này các thiên tử vì lìa chân như nên lìa pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh